Với cái tình trạng mà quân khủng bố Taliban hùng mạnh với súng đạn do quân đội Hoa Kỳ để lại, đây là những loại võ khí mà tinh vi nhất trên thế giới hiện nay, thì chính phủ Joe Biden đang lâm vào cái tình trạng gậy ông đập lưng ông, thưa quý vị. Bây giờ ông cũng bị kẹt trong cái thế tiến thoái lưỡng nan, mà điều này do chính bản thân của ông đã quyết định và tạo ra cho mình vào cái thế mà kẹt như vậy. Và với cái bản tính ông Joe Biden rất là yếu kém và chỉ biết nhượng bộ mà thôi, cho nên bây giờ chúng ta thấy chính phủ Joe Biden chỉ biết tuân thủ những cái điều kiện mà nhóm khủng bố Taliban yêu cầu. Theo lời dân biểu Mike Walls tuyên bố với đài truyền hình New Max TV, thì ông nói rằng khi mà quân Taliban đòi tiền chuộc để mà đổi lấy những người con tin của Hoa Kỳ, thì điều này đã làm cho người dân Hoa Kỳ rất rất là phẫn nộ, thưa quý vị. Trong khi đó thì từ tháng 7 vừa qua, chính phủ Joe Biden đã đủ sức di tản 140.000 người di dân ra khỏi Afghanistan. Thì thưa quý vị, tất cả những người này là ai? Không thấy một người công dân Hoa Kỳ trong cái số lượng những người này đã được chính phủ đưa ra ngoài, và hiện nay thì họ đã đi khắp những cái tiểu bang của Hoa Kỳ. Theo một cái bản tin của cơ quan di trú Immigration, thì họ nói rằng có hơn 100 người công dân Afghanistan trong cái cuộc di tản vừa qua, trong nhóm 140.000 người này có những cái mối liên quan trực tiếp đến khủng bố Taliban, ISIS-K và Al-Qaeda. Thì thưa quý vị, với 100 người này thì chúng có thể gây ra những cái điều mà tai hại vô cùng to lớn cho đất nước và người dân Hoa Kỳ của chúng ta. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, Bộ Ngoại giao của chính phủ Joe Biden họ có lời tuyên bố nói rằng chúng ta không nên lo âu nhiều, tại vì họ có những cái chính sách đòn bẩy kinh tế đối với quân Taliban trong sự việc bảo đảm các chuyến bay để mà đưa những người công dân Hoa Kỳ tị nạn ra khỏi các đất nước Afghanistan. Ông Mike Walls là một người đảng Cộng hòa từ bang Florida. Ông nói rằng cái thế đòn bẩy thực sự mà chính phủ Joe Biden đang muốn sử dụng đó là lấy tiền để mà chuộc lấy con tin mà thôi. Họ chỉ dùng những cái từ ngữ cho nó mỹ miều, văn vẻ để mà che giấu, che mắt người dân Hoa Kỳ. Ông Walls, ông nói rằng tại sao cuối cùng thì tụi khủng bố nó cũng chỉ vì tiền mà thôi, không vì tôn giáo, không vì văn hóa, không vì đạo đức gì cả, không vì những cái chính sách của giới Hồi giáo, họ chỉ muốn tiền. Và cuối cùng họ yêu cầu chính phủ Joe Biden phải 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 chuộc những người con tin này và phải làm mọi cách để mà thế giới công nhận Taliban là một chính phủ thực thi hiện nay. Họ nói rằng tất cả chúng ta đều thấy cái điều này xảy ra, và đây là một cái điều mà chính phủ Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ không thể nào mà chấp nhận và tha thứ, tại vì nó là một cái hành động vô cùng thái quá của nhóm khủng bố Taliban. Các nhóm cựu chiến binh tư nhân của Hoa Kỳ hiện nay họ đang cật lực làm việc để mà giải cứu, tự tìm cách giải cứu những người công dân Hoa Kỳ, và không hoàn toàn không có một cái sự hỗ trợ nào của chính phủ Hoa Kỳ trong sự việc này. Trong khi đó thì các người mà công dân Hoa Kỳ vẫn còn, những người có giữ thẻ xanh vẫn còn ở bên đó, và kể cả những người đã có những cái giấy tờ được chấp nhận để mà nhập cư vào đất nước Hoa Kỳ hiện nay vẫn còn bị kẹt ở bên đó, và có thể lên đến hơn cả chục ngàn người, thưa quý vị. Tại vì trong cái thời gian đầu, chính phủ Hoa Kỳ ước tính rằng có khoảng 15.000 người. Tuy nhiên thì đến bây giờ không ai có thể đưa ra một cái danh sách chính xác những người nào còn kẹt lại ở bên Afghanistan và bao nhiêu người. Đây là những cái tổ chức của các người cựu chiến binh đang đơn thương độc mã chiến đấu mà không có sự giúp đỡ nào của đất nước của chúng ta. Chỉ riêng có một số các người dân biểu ở trên quốc hội thì họ có những cái sự giúp đỡ rất là riêng lẻ mà thôi. Sự việc mà chính phủ Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan, trao quyền kiểm soát lại cho nhóm khủng bố Taliban đã đặt đất nước của chúng ta vào một cái thế giới vô cùng nguy hiểm cho cái vấn đề mà security. Chính phủ Hoa Kỳ hiện nay thì không có những người đồng minh ở dưới đất ở bên Afghanistan, không có quân đội, không có căn cứ quân sự để mà chống lại những cái sự đánh phá của quân khủng bố ở trong khu vực này. Và hiện nay thì quân khủng bố đang trang bị với các võ khí vô cùng tối tân của chính chúng ta để đánh ngược lại chúng ta. Theo lời ông
ông Mark Mullen thì ông nói rằng hiện nay thì ông tin tưởng rằng chính phủ Joe Biden trên con đường để mà công nhận quân khủng bố Taliban là một chính phủ chính thức, vì họ nghĩ rằng hiện nay họ có những kẻ thù chung, đó là ISIS-K và Al-Qaeda, cho nên Taliban là đồng minh của chúng ta, tại vì Taliban cũng chống lại ISIS và Al-Qaeda. Thì đây là những cái sự nhận định mà chúng tôi nghĩ rằng vô cùng không được chính xác, tại vì chúng có thể nói rằng là họ là kẻ thù với nhau, nhưng mà họ là những người Hồi giáo, họ sinh sống, họ làm việc với nhau, họ được sự hỗ trợ hậu thuẫn của Pakistan. Và những người khủng bố, những tên khủng bố này, chúng có thể chạy từ nhóm khủng bố này sang nhóm khủng bố kia một cách rất là dễ dàng, và không ai biết chúng là thuộc vào cái nhóm khủng bố nào, rất là khó để mà biết. Theo kết luận, với một cái lực lượng Taliban hiện tại thì điều này đã khiến cho nước Mỹ và cả thế giới rất là lo ngại, tại vì cái vấn đề an ninh trên thế giới hiện nay nó đang nguy hiểm hơn cả khi cách đây 20 năm, khi mà khủng bố 911 xảy ra tại Hoa Kỳ. Và bây giờ thì chúng ta đang phải lo âu với cái tình trạng mà chỉ còn vài ngày nữa là đến cái lễ tưởng niệm 9 tháng 11. Cho nên chính phủ rất là lo sợ sẽ có những cái vụ khủng bố xảy ra trong những ngày sắp tới. Chính quyền của ông Joe Biden đã dẫn chúng ta tới một con đường mà rất là kém an toàn, nguy hiểm hơn nhiều. Và hiện nay thì vẫn chưa có những cái chính sách nào của chính phủ Joe Biden đưa ra để mà trấn an người dân của chúng ta ở trong nước và kể cả ở bên Afghanistan, cho những người công dân Hoa Kỳ đang bị còn kẹt lại ở bên đó. Và theo lời ông Walz thì ông thề sẽ bắt buộc chính phủ Joe Biden phải chịu trách nhiệm đến khi nào mà ông còn làm việc ở trên quốc hội nữa mà thôi, thưa quý vị.